Cả nhà chuẩn bị đi ăn cô chú anh chị. Hôm nay Anthony ăn mừng được lên chức cô chú anh. Evelyn, go. Sáng thứ bảy ha cô chú anh chị. Sáng ra ba Chi đã dậy từ lúc 5 giờ đó mọi người. Mặc dù hôm qua là đi công tác về là đi chuyến bay rất là dài luôn, gần 30 tiếng đó. Mà sáng ra dậy 5 giờ xong rồi làm việc hơn 1 tiếng. Xong rồi lấy xe ra ngoài chạy nè cô chú anh chị, tại vì đi xe đi cả tháng trời đó, xe để ở nhà. Không đi là nó bị hư pin đó mọi người, hư cái đồ sạc pin đó. Cho nên là lấy ra chạy. Chạy cũng hơn 1 tiếng rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ chỉ mới có 8 giờ mấy thôi mà đã nắng lên quá trời nè cô chú anh chị. Cái cây hoa trước cửa nhà Kim nè, hôm nay nó đã nở rồi nè. Cái này là hoa gì Kim không có biết tên ha. Nhưng mà nó có hoa màu trắng và cái hương nó thoang thoảng, nó dễ chịu lắm cô chú anh chị. Bây giờ thì Kim đã cho Chi ăn sáng rồi, thay đồ chuẩn bị ba Chi sẽ chở Chi đi học nhảy cô chú. Mở cửa ra cho nó thoáng khí mọi người. Hai anh của Chi Chi hôm nay đi đá banh về rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ cũng đã 2 giờ chiều rồi đó. Hôm nay thứ bảy thì hai anh của Chi sẽ ở đây cho đến chiều mai mới về ha cô chú anh chị. Đây bây giờ là khui quà của ba nè. Ba đi công tác 1 tháng về mua quà đồng đều hết mọi người. Ai cũng có phần hết trơn ha. I wonder what Cameron got. Cameron's really nice. Ooh. Oh my god, look at that Cameron. Look at Fitzy. This is nice. Honey, that's very nice. It's Cameron. Lift it up. Yeah, let me see Cameron. Lift it up. Oh my god. Yeah, should do, yeah. Big, on a big fit, that. Honey. Looks a bit big. No, it's not, Cam. You can see we have seen next year, Cam. Yeah. You've grown up very fast after a month. Let me see, Jacob. Turn it around, show Kim. Oh my God, look at that. Wow. Right, and look, see, it says Burberry on the back, look. You got champagne and all. Jacob's been drinking champagne. What? Yeah. Cameron look good in polo shirts, Cam. Yeah, I know. I actually please. Bây giờ cả nhà chuẩn bị đi ăn cô chú anh chị. Tony có hẹn với bạn. Tại vì ảnh đi cả tháng mới về đó. Bây giờ hẹn gặp bạn. Chi Chi lên xe ngồi nè cô chú anh chị. Tại vì đi bộ cũng hơi xa đó. Đi bộ chắc khoảng 20 phút á. Hôm nay trời nắng đẹp hết mọi người. Hôm nay 20-21 độ lận. Bây giờ 5 giờ rồi nhưng mà trời rất là nắng luôn nè. Cả nhà cùng đi, có hai anh của Chi. Hôm nay thứ bảy thì hai anh đến đây ở đây tới chiều mai mới về hả mọi người. Đang đi bộ qua tới ngoài quán hả cô chú, nhưng mà không có đi cái đường lộ ngoài đây mà đi cái đường ở trong nè, đi phía trong công viên á mọi người cho nó mát với lại ít xe nữa. Đây ba đẩy Chi đi. Hello. Đã tới chỗ rồi cô chú anh chị, hôm nay trời nắng nóng đó mà cuối tuần nữa cho nên là ai cũng ra ngoài quán ngồi hết, mọi người rất là đông luôn. Hay là bên trong á, ở phía ngoài sân sau là vẫn còn, ở nhà mình đi sớm cho nên là còn nguyên. Ở đây đặt cái bàn mười mấy người nè cô chú anh chị, nhưng mà bạn bè thì vẫn chưa có ai đến hết trơn á. Hôm nay Anthony ăn mừng được lên chức các cô chú anh chị. Rồi mời bạn bè đến cùng chia sẻ niềm vui ha. Thật ra thì ảnh đã được lên chức hơn 1 tháng rồi đó mọi người. Từ lúc mà ảnh chưa đi công tác lận, nhưng mà do đi công tác đó, rồi hôm nay mới về nè. Thì Kim cũng chưa có chia sẻ với cô chú anh chị nữa. Thì hôm nay sẵn đi ăn tiệc, ăn mừng mà cái ngày ảnh được lên chức, thì Kim chia sẻ niềm vui cùng với cô chú anh chị luôn. Tony làm cho công ty này đã hơn 17 năm rồi đó mọi người. Đã cống hiến hết sức mình, tận tâm tận lực, rồi thức khuya dậy sớm đi công tác suốt, ngủ khách sạn nhiều hơn ngủ ở nhà luôn đó cô chú anh chị. Jennifer, David. Yeah. Lee. Laura.
Bây giờ thì được lên chức cảnh cũng rất là mừng, giống như là được một cái gì đó đền bù vậy đó cho cái công sức của anh bỏ ra. Thì Kim cũng rất là tự hào và rất là mừng cho anh luôn. Ôi, thì giờ sắp xong rồi, chưa giỏi quá kìa. Giỏi quá ta. I just got promoted last week. So now, vice president. Oh my god. And, I'll show it Europe. Rồi, come on. Let's go. Xạo kìa. Evelyn, go. Hai đứa đang chạy ra ngoài này chơi cô chú anh chị. Hai bé này là bạn thân, Chi Chi với bé này nè là bạn thân nè, học chung trường mẫu giáo á. Xong rồi á, Kim quen với ba mẹ là qua hai đứa con nha. Xong rồi cả nhà thành bạn thân luôn mọi người. Ba với mẹ thành bạn thân mà hai đứa nhỏ cũng thành bạn thân luôn. Cái quán ăn này có cái khu cho mấy bé chơi ở ngoài nè cô chú anh chị. Và cái hôm nay cuối tuần á, rất là đông luôn. Mọi người đến giống như là ăn tiệc vậy đó. Cái quán này mà trời nắng là đông lắm mọi người. Tại vì cái khu phía ngoài nó rất là rộng đó. Go to
Bây giờ đến nhà này cô chú anh chị, bây giờ là 9 giờ mấy rồi, thế nhưng mà trời vẫn còn sáng đó mọi người. Hôm nay Chi có một ngày rất là vui luôn. Chi xin chào bà cô chú đi. Chi hôm nay không có xin chào bà cô chú luôn. Rồi giờ Chi đi ngủ nha, chúc bà cô chú ngủ ngon luôn. Oh my god. Auntie, you go in the house, how do you put the pram in they've got?